Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ gọi là tổ chức một cái trò chơi đã cho mấy con chuột ở nhà mình nó chơi nha. Và mình sẽ thưởng quà cho nó. Ở đây mình sẽ có làm hai cái đường ray nè. Đây như các bạn đã thấy. Đó, một mừng thì mình sẽ làm hai cái đường ray như thế này nha. Và ở đây thì mình sẽ chuẩn bị hai quả banh, một quả màu xanh và một quả màu vàng như thế này. Đây, đằng kia có một quả màu vàng các bạn. Đó, và mình sẽ để con chuột hamster vào cái quả banh này. Đây. Cái quả banh này thì nó có sẵn lỗ thở các bạn, cho nên là các bạn đừng có lo mà nó bị ngợp. Và quả banh vàng mình sẽ để ở đây và sẽ cho hai con nó sẽ chạy nha. Nó sẽ chạy trên cái đường ray này và nó chạy lại lúc đằng kia luôn. Đó, và từ đây mà tới đó thì nó cỡ khoảng là hơn 2 mét nha các bạn. Hơn 2 mét, gần 3 mét đó. Đấy, thì chạy từ đây tới đó. Và con nào tới đích trước thì sẽ được thưởng quà nha. Đó, và để con chuột vào đây nè, để cho nó lăn. À, mình sẽ cho nó lăn về đích đằng kia. Và ở đằng đây thì mình sẽ để hai cái giải thưởng đấy do nhà tổ chức tài trợ đó, với trị giá là cả tỷ Việt Nam đồng. Đây, một cái dĩa xúc xích đó. Thì con nào mà mình sẽ cho nó thi hai vòng các bạn, vòng loại trừ và vòng cuối cùng. Đấy, con nào mà thắng cuối cùng sẽ được một miếng phô mai như thế này. Còn những con nào mà thắng sau mỗi vòng loại trừ á thì chỉ được một miếng xúc xích nhỏ thôi nha các bạn. Ok, đây hai giải thưởng thì mình sẽ để đây nha. Để cho mấy con chuột nó có động lực nó thi đấu các bạn ơi. Ok. Thì hai cái món này thì mấy con chuột rất là thích luôn. Rồi, một cái đường đua khá là dài, hơn 2 mét lận. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ coi các thí sinh của chúng ta đang làm gì nha. Đây, và thí sinh đầu tiên thì thí sinh này chọn cái cách là uống nước thật là nhiều để mà có thể sức khỏe đồ chạy thật là nhanh ha. Và thí sinh tiếp theo, thí sinh này là vừa mới tập gym xong đó, vừa mới chạy queo xong để mà có một cái đôi chân khỏe mạnh để mà chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Rồi, và thí sinh này thì hai thí sinh này thì đang gọi là tập thể hình bằng cách là tập thể hình mỏ các bạn, đấy, bằng cách cắn lòng đồ cái thứ các kiểu. Rồi, thí sinh bên trong thì cũng vậy thôi, đấy, cũng đang cắn lòng đồ đó, thể hiện mình là đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi đó. Và các thí sinh đã rất là háo hức rồi. Và bây giờ không nói nhiều nữa, và bây giờ cuộc thi sẽ bắt đầu nha. Và phần thi đầu tiên sẽ thuộc về sóc nhí nhảnh. Đây, và vàng chanh khổng lồ bên này. Đây, thì giữa hai thí sinh này thì có thể chạm khá là cân bằng với nhau. Vì thế là ban giám khảo quyết định cho hai thí sinh này tham gia vào phần thi đầu tiên của cuộc thi đấu của ngày hôm nay. Rồi, và bây giờ sẽ cho hai thí sinh vào quả banh do ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn. Vâng, và sau đây là phần thi của hai thí sinh, xin phép bắt đầu. Rồi, và đầu tiên thì mới vào trận đấu thì giữa hai thí sinh vẫn chưa có gì đồng đậy. Và thí sinh màu vàng đã gọi là dùng hết sức lực của mình trong quá trình tập luyện nãy giờ. Thì thí sinh màu vàng đã dùng hết sức lực để mà đẩy chiếc banh lên. Trong đó thì thí sinh màu xanh vẫn đang còn ở nguyên một vị trí để mà gọi là làm quen với chiếc banh của mình. Rồi, thí sinh màu vàng đã vượt lên thí sinh màu xanh một đoạn ngắn rồi. Và thí sinh màu xanh hình như là chưa biết mình đang thi đấu hay là sao đó. Và thí sinh màu xanh thì vẫn ngồi yên và làm gì trong chiếc banh thì chả biết. Rồi, thí sinh màu vàng thì đang dùng hết sức lực của mình để mà có thể chạy nhanh về đích. Ô, và thí sinh màu vàng đã quyết định lui về hay là sao đây? Không, thí sinh màu vàng vẫn tiếp tục đi. Thí sinh màu xanh đã có một chút cử động rồi. Đây, anh ta vẫn đứng yên một chỗ luôn các bạn ơi. Vâng, và thí sinh màu vàng đã quyết định lui về để mà khiêu khích thí sinh màu xanh kế bên. Đấy, thí sinh màu xanh thì vẫn đang ngồi trong trái banh và vẫn chơi vui đồ gì ở trọng. Đấy, chẳng biết mình đang thi đấu luôn. Và thí sinh màu vàng thì vẫn lăn trái banh tới lui để mà khiêu khích thí sinh màu xanh. À, trong khi đó thì thí sinh màu xanh vẫn ở đó và làm quen với trái banh của mình. À, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên mà anh ấy thi đấu hay là sao? Anh ấy rất là ngỡ ngàng. Và thí sinh màu xanh đã có một sự đột biến nhỏ nhỏ. Anh ta đã cố gắng lăn được chiếc banh lên một khoảng xa hơn thí sinh màu vàng một tí. Và thí sinh màu vàng vẫn không thua kém gì, vẫn cố gắng đang lăn chiếc banh của mình lên cao hơn thí sinh màu xanh một tí. Đó. Và anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Đây, một cái tình huống mà ta nói là ngàn cân treo sợi tóc các bạn ơi. Thí sinh màu xanh đang nhấc chiếc banh cao hơn một tí rồi. Và thí sinh màu vàng đang bó rối, thí sinh màu xanh đã lên phía trước thí sinh màu vàng một khoảng ngắn rồi. Và thí sinh màu xanh đang lăn tới. Thí sinh màu vàng bây giờ rất là bối rối và anh ta quyết định lăn về luôn. À, thí sinh màu xanh thì đang lăn với một tốc độ khá là cao, với một tốc độ mà ta nói là tốc độ bàn thờ rồi các bạn ơi. Thí sinh màu vàng quá chủ quan và bây giờ anh ấy đã bị kẹt ở phía sau đích rồi. À, bây giờ thí sinh màu vàng đang cố gắng lăn chiếc banh của mình. Đấy, với cơ thể nhỏ bé thì không biết là anh ta có lăn nổi chiếc banh lên vượt mặt thí sinh màu xanh của chúng ta hay là không. Thí sinh màu xanh thì vẫn đang giữ một vị trí khá là cao so với thí sinh màu vàng.
liệu rằng anh ta có thể là nhận được phần thưởng trong kỳ này hay không. Và thí sinh màu xanh của chúng ta thì vẫn đang quyết định là dùng hết sức lực của mình để mà lăn chiếc banh tới lui, để với mục đích là khiêu khích chiếc màu vàng của chúng ta đó. Còn thí sinh màu vàng của chúng ta thì do quá chủ quan vào lúc ban đầu cho nên là anh ta đã bị kẹt ở phía sau rồi. Thí sinh màu xanh thì đã vượt qua một khoảng rất là xa luôn rồi, và bây giờ anh ta đang gọi là nghỉ ngơi trong giây lát để mà có thể có thêm sức mạnh để mà có thể lăn một chiếc banh trên một khoảng đường xa hơn nữa. Và thí sinh màu xanh của chúng ta thì đã quyết định lăn chiếc banh về phía đích của thí sinh màu vàng để động viên thí sinh màu vàng có thể tiếp tục thi đấu. Quả thật là anh ta là một thí sinh có một tấm lòng rất là nhân hậu luôn. Rồi, và không biết đây là một sự lựa chọn đúng đắn của anh ta hay là không, hay là anh ta lại quyết định nhường phần thắng cho thí sinh màu vàng. Và sau một thời gian thì hai thí sinh không chịu gọi là lăn tiếp, vì thế là ban tổ chức sẽ quyết định là giảm cái đường đua thành còn phân nửa thôi, giảm độ dài của đường đua còn phân nửa thôi. Và trong khi đó thì hai thí sinh của chúng ta vẫn đang tiếp tục lăn bánh trên một quãng đường ngắn thôi. Và thí sinh màu vàng của chúng ta được sự hỗ trợ động viên của thí sinh màu xanh thì thí sinh màu vàng của chúng ta vẫn tiếp tục với cuộc thi của mình. Và anh ta đã quyết định lăn về, có vẻ hôm nay là anh ta hút cần hơi là nhiều cho nên là anh ta quá trời ngáo luôn rồi các bạn ơi. Anh ta cứ lăn một khoảng đường dài và anh ta lại lăn về vạch sức bắt đầu. Và thí sinh màu xanh của chúng ta thì vẫn đứng yên ở đây để mà thực hiện một chiến lược gì đây. Không biết thí sinh màu xanh của chúng ta đang suy nghĩ gì ở trong đầu. Đây, anh ta vẫn tiếp tục lăn chiếc banh của mình với những được lăn nhẹ nhẹ. Và vâng vâng vâng. Và anh ta đã lăn với một tốc độ khá là cao. Với một tốc độ khá là cao rồi các bạn ơi. Cái đích của anh ta cũng không còn khá xa nữa, và khoảng một gang tay khoảng 20cm thôi. Anh ta đang cố gắng hết sức mình, và anh ta có thể hoàn thành cuộc thi của mình ngày hôm nay hay là không. Vâng, và anh ta đã hoàn thành cuộc thi ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Anh ta đã giành được phần thưởng. Và đây là thí sinh chiến thắng của chúng ta. Đây, bây giờ sẽ cho thí sinh của chúng ta nghỉ ngơi bằng cách là cho chúng ta thí sinh của chúng ta sẽ được thưởng một miếng xúc xích nha các bạn. Đây, 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 thí sinh của chúng ta đang nhìn gì đó. Vâng, và có vẻ là thí sinh của chúng ta đang rất là mệt, vì thế là anh ta chưa có thể ăn liền ngay bây giờ. Rồi, và bây giờ mình sẽ để đây, và khi nào anh ta đói thì anh ta sẽ ăn nha. Và đây là thí sinh thua cuộc của chúng ta. Đây, anh ta đã thua trong vòng đầu tiên. Đây, có cái mặt của ảnh thì có vẻ là không biết mình cái gì, chuyện gì đang xảy ra. Đấy, có vẻ là hôm nay anh ta đi thi mà hút cần hơi bị nhiều. Rồi, và tiếp theo là hai thí sinh của chúng ta. Hai thí sinh của chúng ta thì trong quá trình chờ khá là lâu cho nên là hai thí sinh của chúng ta đã ngủ luôn rồi. Và đây là phần thi tiếp theo thuộc về hai thí sinh bằng tranh. Thì hai thí sinh này đang rất là háo hức luôn rồi để giành được cái phần thưởng cho riêng mình. Và phần thi tiếp theo sẽ xin được phép bắt đầu. Vâng, và mới vào những giây phút đầu tiên thì hai thí sinh của chúng ta đang rất là háo hức đó, và tìm mọi cách để mà có thể làm quen với chiếc banh này. Đấy, thì đây có thể là phần thi khá là khó khăn với hai thí sinh này, vì trước giờ hai thí sinh này chưa từng thi qua một cái trò chơi nào mà có liên quan đến chiếc banh này hết. Vâng, và hai thí sinh của chúng ta vẫn đang tích cực làm quen với chiếc banh đó, mặc dù là một cuộc thi nó khá là mới lạ với hai thí sinh của chúng ta. Và sau một thời gian khá là dài thì hai thí sinh của chúng ta có vẻ như là chơi cái giải thưởng của ban tổ chức đưa ra là quá ít, quá nhỏ bé đối với hai thí sinh này. Vì thế là hai thí sinh vẫn đứng yên một chỗ đó, không quyết định là sẽ không thi tiếp. Rồi, và để tiết kiệm được thời gian thì ban tổ chức đã thông báo là loại trừ hai thí sinh này ra khỏi phòng thi của ngày hôm nay. Và hai thí sinh này sẽ đi về với giải thưởng hầu như là bằng không luôn. Rồi, và hẹn hai thí sinh này tại một cái cuộc thi và một trò chơi khác nha. Và đây là thí sinh thay thế của chúng ta. Và mới ra ngoài thôi thì thí sinh thay thế của chúng ta đã ăn cắp hết một chút phần thưởng để dành đem về nhà rồi. Đây thí sinh của chúng ta, đây là thí sinh thay thế để mà thi đấu với thí sinh bàn tranh khổng lồ nha các bạn. Tại vì hai thí sinh kia đã bị loại trừ ra khỏi cuộc chơi. Và đây là quả banh mà do ban tổ chức đã chuẩn bị cho thí sinh bia bé nhỏ của mình. Đó, đây là thí sinh bia bé nhỏ nha. Rồi, bây giờ thí sinh bia bé nhỏ sẽ được bỏ vào chiếc banh khá là to do ban tổ chức đã chuẩn bị riêng cho thí sinh này. Rồi, thì thể trạng giữa thí sinh bia bé nhỏ và thí sinh sóc khổng lồ thì chênh lệch với nhau khá là nhiều. Nhưng mà trong kỳ thi kỳ này thì tất cả các thí sinh thì đăng ký khá là ít. Vì thế là ban tổ chức quyết định là cho thí sinh bia bé nhỏ thay thế để mà tham gia phần thi cuối cùng này luôn.
Vâng, và bước vào vòng thi thì thí sinh Bia bé nhỏ của chúng ta do quá bỡ ngỡ, vì thế là anh ta vẫn đang ở phía sau và đang làm quen với trái banh của mình. Trong khi đó thì thí sinh vàng chanh khổng lồ của chúng ta thì đã làm quen được từ những vòng thi trước, vì thế là anh ta đã vượt qua thí sinh Bia bé nhỏ của chúng ta một khoảng khá là dài, và anh ta đã gần tới đích rồi các bạn ơi. Anh ta đang cố gắng rất là nhiều và không hiểu vì sao mà anh ta đã lui về. Anh ta là đã đu về. Và trong khi đó thì thí sinh Bia bé nhỏ của chúng ta đang lăn với tốc độ và khá là cao, và đang cố gắng để vượt mặt thí sinh vàng chanh khổng lồ của chúng ta. Đây, anh Bia của chúng ta thì vẫn đang gọi là vật vã. Vâng, và thí sinh Bia vàng chanh, vàng chanh đã chiến thắng trong vòng thi ngày hôm nay. Đây là thí sinh chiến thắng của chúng ta và sẽ nhận được một giải thưởng cao nhất trong chương trình của ngày hôm nay, đó chính là một miếng phô mai khổng lồ và sẽ được nhập từ Mỹ về, nhưng mà Mỹ Tho nha các bạn. Ok rồi thì đây là thí sinh chiến thắng của chúng ta trong phần thi và trò chơi của ngày hôm nay. Đây, anh ta thì hiện tại đang rất không thể nào ngồi trên chiếc banh được. Đây, anh ta cứ tụt xuống như thế này rồi, và đây là phần thưởng của anh ta. Đây, anh ta vẫn chưa muốn ăn liền và nói rằng là sẽ đem về nhà và chỉ cho bạn bè cùng ăn. Rồi, và trò chơi lăn bóng của ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây nha các bạn. Rồi, và nếu như mà các bạn thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Và nếu như mà các bạn thích làm những cái trò chơi như thế này á, thì các bạn có thể inbox ở phía dưới. Mình sẽ gọi là suy nghĩ ha, làm ra nhiều những cái video về trò chơi vui vui vậy cho các bạn xem nha. Hoặc là các bạn có thể góp ý bằng cách là bình luận ở phía dưới nha. Những cái trò chơi nào mà vui vui á, các bạn có thể góp ý ở phía dưới. Và video tiếp theo nữa là mình sẽ đăng một cái video làm event nha. Ở các bạn nào mà yêu mến mình thì có thể vào và tham gia event và nhận quà nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.